Mahatma Gandhi là người có thể tự hào rằng tôi không nói dối. Quả thật, mặc dù là một nhà chính trị nổi tiếng của nước Ấn Độ, nhưng cả khi phải đối đầu với những thủ đoạn xảo quyệt của thù địch và những âm mưu của phe đối lập, ông cũng không bao giờ nói dối để thụ lợi. Có lần ông đã nói với các phóng viên báo chí rằng, sở dĩ tôi có được đức tính quý báu đó là nhờ sự giáo dục tận tình của mẹ tôi. Mahatma Gandhi kể tiếp. Hồi còn bé, tôi đã một lần nói dối mẹ tôi trong một chuyện nhỏ bé vì sợ bị mẹ của trách. Thế nhưng tôi đã không qua được mặt mẹ. Bà biết được sự việc nhưng vẫn không một lời của trách tôi. Bà chỉ âm thầm nhịn ăn suốt ngày hôm đó. Tôi biết lỗi và đã hết lời cầu khẩn mẹ tôi, nhưng bà cũng không chịu ăn uống gì hết. Tôi năn nỉ mãi, nên cuối cùng mẹ tôi mới chịu nói với tôi rằng, chẳng thà mẹ thấy con chết, còn hơn là thấy con nói dối. Vì khi nói dối, tức là con tỏ ra khiếp nhược, hèn nhát. Cho ra đời người con như thế là cả một sự nhục nhã cho mẹ. Vì thế, mẹ không muốn sống trong sự nhục nhã như vậy nữa. Nghe vậy, tôi lặng lẽ bỏ đi xuống bếp. Tôi đến bên lò lửa, gắp một cục than nhỏ đang cháy hồng, rồi đặt vào lòng bàn tay trái. Tôi nắm chặt cục than nhỏ trong tay, đến bên giường mẹ tôi đang nằm, và khẳng khái nói. Con xin thề với mẹ, là suốt cuộc đời còn lại, con sẽ không bao giờ nói dối nữa. Mẹ tôi liền trỗi dậy, hất tay tôi cho cục than hồng rơi xuống đất. Bà ôm lấy tôi vào lòng, vừa khóc vừa nói. Con đã chân thành hối lỗi. Có như thế, mẹ mới có đủ can đảm và hãnh diện để tiếp tục sống với con. Từ ngày đó, Gandhi không bao giờ thất hứa. Ông không ngần ngại mở bàn tay ra cho người khác nhìn thấy vết sẹo trên lòng bàn tay và nói. Vết sẹo trên tay tôi đây chính là hình ảnh của mẹ tôi. Hình ảnh ấy sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí tôi. Tôi luôn tưởng nhớ đến mẹ tôi như một vị thần phù trợ, để tôi luôn sống ngay thẳng và biết tôn trọng sự thật, biết quý trọng danh dự của chính tôi. Quý vị và các bạn thân mến. Tội lỗi là kẻ thù của Thiên Chúa và cũng là kẻ thù số một của con người nữa. Tội lỗi, nhất là tội nặng, là thù địch của ơn cứu độ, bởi vì bản chất của tội lỗi là dẫn linh hồn đến cái chết vĩnh cửu. Tội lỗi, bất kỳ nặng hay nhẹ, đều là chướng ngại vật làm cản trở con người tiến tới trên con đường trọn lành thánh thiện. Chúng ta dễ coi thường những tội nhẹ, những khuyết điểm nho nhỏ. Nhưng nếu cứ tiếp tục phạm thản nhiên, chúng sẽ trở thành những thói quen xấu, rất khó khử trừ. Đồng thời linh hồn dần già cũng sẽ trở nên nguội lạnh. Mà nguội lạnh là kẻ thù rất tai hại của sự trọn lành, của những người muốn tiến bước trên con đường thánh thiện. Tội nhẹ và những khuyết điểm nho nhỏ giống như những cây non mới ló đầu mọc ra. Nếu không cương quyết và can đảm nhổ tận gốc rễ, ngay từ lúc còn là chồi non. Nếu cứ lờ đi, coi thường, đợi đến khi đã thành cây vững chắc rồi, sẽ không thể nào nhổ lên được nữa. Mặc dù có chặt cây sát mặt đất, các chồi non vẫn cứ tiếp tục mọc ra từ bên này sang bên khác. Chúng ta đừng quên rằng, tội lỗi đã xâm nhập con người ngay từ khi nguyên tổ nhân loại phạm tội. Vì thế, nơi mỗi người đều có mầm mống tội lỗi.
tự nhiên con người hướng chiều về đàng tội, nếu không được ơn Chúa trợ giúp kéo lên. Nếu chúng ta không biết canh chừng để chống trả và làm chủ tội lỗi, thì rồi dần dà tội lỗi sẽ làm chủ và chúng ta sẽ trở thành nô lệ của tội lỗi. Đến nỗi như Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma: tôi làm gì tôi cũng không hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại làm. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng vì tội lỗi vẫn còn ở trong tôi. Vì thế Thánh Tông đồ Phêrô khuyên bảo và cảnh tỉnh các tín hữu phải luôn sống tiết độ và tỉnh thức. Bởi vì ma quỷ là thù địch của các tín hữu, nó giống như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi để cắn xé. Lạy Chúa, Chúa quá rõ con người yếu hèn biết bao. Chúa là sức mạnh, là đá tảng nơi con nương tựa giữa những phong ba tư bề của cám dỗ và những quyến rũ của tội lỗi. Con không thể nào sống xa Chúa và sống như không có Chúa được, vì chắc chắn là con sẽ ngã quỵ dưới sức nặng của tội ác. Lạy Chúa, con đặt tin tưởng vào lời Chúa. Mặc dù tội con rất nhiều, nhưng sẽ được Chúa tha thứ, vì con ao ước yêu mến Chúa thật nhiều.